Đại tự nhiên không có sửa ha. Nghe nói trên Sài Gòn không có cửa ha. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Vừa mới đi xem phim Alita về xong. Nói chung là gọi gì nhỉ? Các thứ thì rất là mãn nhãn nhưng mà nội dung thì cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ? Thì phim giả gọi là gì giả tưởng chỉ đến thế thôi. Thôi, quay lại vấn đề chính, hôm nay Linh sẽ review cho mọi người cái sản phẩm mặt nạ đất sét ngăn ngừa mụn Pure Clay Mask. Sản phẩm này thị trường bán rất là rẻ, có 139.000 trên Lazada thôi. Và gọi là gì nhỉ? Bởi vì lý do là bởi vì Linh đã dùng hết cái hộp mặt nạ đất sét trắng của Linh rồi, thế nên là bây giờ Linh đã hết sạch mặt nạ đất sét, nên là Linh đã bóc cái loại này ra dùng thử của nguyên si này. Ở trên đây họ ghi là đất sét sa mạc Mỹ 10 phút thanh lọc ngăn ngừa và giảm mụn. Thực ra Linh chỉ mong muốn rằng sản phẩm này có thể làm được một việc, đó là hút được bớt bã nhờn ở trên phần vùng mũi của Linh thôi. Đó thì bây giờ Linh sẽ bóc sản phẩm ra nha. Hộp này là hộp 50g. Đúng ra vừa xuất ở trên Lazada thì ghi là bán giá 159.000, nên Linh nghĩ phải đắt hơn một chút xíu nhỉ. Hay là đấy là giá của loại nhỏ, để xem lại nha mọi người. Đây Lazada. Nếu mà giá 159 rẻ quá nhỉ. Mặt nạ đất sét L'Oreal. Đúng rồi đấy mọi người, 139.000 cho hộp 50g. Xuất sắc rẻ. Kết quả ấy họ ghi là ngay lập tức thì da sẽ sạch sâu, tươi mới, mềm mịn và giảm mụn sưng. Còn ngày qua ngày thì da khỏe mạnh rạng ngời, không còn mụn đầu đen, mụn ẩn và đồng thời giảm thâm mụn. Được khuyến khích dùng là sử dụng sau khi tập thể thao. Ngày bận rộn áp lực da bị yếu đi sau khi thức khuya hoặc da xỉn màu. Đó, thì Linh sẽ bóc, đây là phần hộp dán. Cái này thì nó được chiết xuất từ đất sét sa mạc Mỹ và cái màu xanh trong đây nó ghi là gọi từ lục tảo sẽ giúp cho da mình mềm mịn. Với những mặt nạ khác thì thường thường Linh đắp thì nó khô khá là nhanh. Thì không biết là với mặt nạ này thì nó có khô nhanh hay không. Đây mọi người, hộp không có gì cả, còn bên trong sản phẩm đây Linh cho mọi người xem. Thì giờ mình sẽ bóc hộp ra. Ồ, không có cái gì để khều à. Đây, rồi ta đã. Bây giờ Linh sẽ bôi lên mặt. Thật sự là tôi cần một cái cái chất của nó rất là mềm và dễ tán mọi người ạ. Mùi của nó thì thơm như mùi kem dưỡng ấy. Nó dễ tán lắm mọi người, mà mịn, chất chất của nó rất là mịn, rất mịn, dễ tán hơn là cái đất sét trắng của Kiehl's. Ôi, mọi người nhìn này mịn chưa? Ô là lại lên nét. Cảm giác nó rất là watery, kiểu hơi nước nước, rất là dễ chịu. Nếu như mà nó có thể mà hút được dầu dư thừa các thứ thì rất là, thực ra ấy, mọi người nó sẽ hút được, nhưng mà sau khi mà mọi người đắp mặt nạ đất sét xong thì Linh vẫn khuyến khích là mọi người dùng máy rửa mặt để rửa một lần nữa để nó đánh tan được toàn bộ bụi bẩn ở dưới da, hoặc là mọi người phải dùng lực để mọi người bóp cái phần mũi của mọi người ấy, để nó ra nốt những cái phần phần gì ta, phần bã nhờn còn sót lại ở mũi. Mọi người nhớ là khi đắp mặt nạ đất sét là phải tránh những cái vùng sát mắt ra nha, không phải nó gây cái vết nhăn đó. Màu xanh đúng là đây là lục biển, lục tảo. Thế bà là sẽ chỉ để trong 10 phút để thanh lọc da thôi. Nói chung Linh thấy là gì thì gì, các mọi người có nhiều loại sản phẩm nhưng mọi người vẫn nên có một lọ mặt nạ đất sét đấy. Cảm giác đắp cái mặt nạ dạng đất sét này cũng rất là thích. Không hiểu sao nhưng mà rất thích. Mình sẽ đắp thêm một chút xíu vào vùng mũi cho nó dày lên một tí.
Trong lúc chờ đợi thì tội gì mình không làm một tấm selfie ha. Em đẹp tự nhiên không có sửa ha. Nghe nói trên Sài Gòn không có cửa ha. Lại nói về vấn đề xem phim. Tuần vừa rồi xem hai phim Hai Phượng và Alita thì phải công nhận là với phim Việt Nam Hai Phượng thì mọi người không biết mọi người expect chắc là mọi người expect nhiều hơn về nội dung rồi về thoại rồi về các thứ, nhưng mà thực sự Linh xem Linh rất mãn nhãn. Ngay cảnh đầu đầu tiên của phim, cái đoạn flycam bay ở trên cao chiếu xuống lò gạch, phải công nhận Việt Nam mình đẹp xuất sắc mọi người ạ. Một cái cảnh cực kỳ đẹp luôn á. Còn xuyên suốt phim chị Ngô Hinh Vân đánh võ quá xuất sắc, phải công nhận là quá xuất sắc và rất là hy sinh vì vai diễn, nhảy xuống dưới nước đánh nhau trên trên tàu các kiểu, chung là cực kỳ hy sinh về vai diễn. Và Linh xem thấy rất mãn nhãn luôn. Và thực ra nội dung phim thì Linh thấy như vậy là được rồi, dù nó không không được chặt chẽ cho lắm nhưng mà vẫn đủ để rất mãn nhãn người xem. Còn với phim Alita thì Linh mong muốn là nó có nhiều hơn như thế, tức là có nhiều cái twist hơn về nội dung chứ không hơn đơn thuần. Chắc là đây chỉ là phần 1 của bộ phim thôi, kiểu giới thiệu được về cái nguồn gốc của bạn Alita này thôi, còn sau đấy thì chắc chắn là Linh nghĩ sẽ có phần 2 chắc chắn luôn. Rồi, thì bây giờ Linh sẽ ngồi đợi cho nó khô trong vòng 15-10 phút và Linh sẽ quay lại mọi người nha. Hello mọi người, Linh đã quay trở lại sau 10 phút. Thì có một điều Linh thấy rất là hay ở sản phẩm này, đó là khi mà mình đối với gọi khi mà mình da mặt mình nó khô rồi ấy, nó cũng không có cái hiện tượng nứt nẻ cái mặt nạ, cái đất sét trên mặt của mình, tức là nó không khô tới cái mức mà sẽ làm nứt nẻ mặt của bạn, mà mặt của Linh vẫn đang cử động rất là dễ chịu, rất là không kiểu bị căng cái mặt quá như là những loại cái loại sản phẩm đất sét khác. Và khi mà Linh nhìn sát vào ấy thì những cái phần lỗ chân lông nó có hiện lên ở trên trên đây. Tuy nhiên là mặc dù Linh sờ lên thì nó toàn là nó khô rồi nhưng mà mặt của Linh không có bị quá là căng kích. Đây Linh zoom gần cho mọi người coi nha. Rồi. Đó. Rồi, thì bây giờ Linh sẽ đi rửa mặt sạch để xem là cái hiệu quả làm sạch và cái cảm nhận của Linh khi mà rửa sạch đất sét như thế nào nha. Mọi người đợi mình 1 phút. Hello mọi người, đây có một điều Linh cực kỳ thích ở sản phẩm này, đó là rửa rất dễ, rửa rất rất dễ. Linh cảm thấy là nó đúng như kiểu đất sét tự nhiên thật sự ấy. Mọi người nhớ là nếu như mọi người mà có đi tắm đất sét ở Nha Trang hay tắm đất sét ở đâu đấy thì khi mà cái đất sét nó lên da của mọi người nó rất là mỏng mịn đúng không, và khi mọi người rửa đi nó cũng trôi rất là nhanh, nên mình cũng không phải kỳ cọ gì cả, nước lên là nó sẽ tan luôn. Thì cái sản phẩm này cũng tương tự như vậy, ngay sau khi nước lên một cái là nó lập tức nó tan cùng với nước ra khỏi mặt Linh. Linh chỉ rửa có 2, 3, 4 lần nước thì đấy thôi, nó trôi đi rồi, và Linh không cần phải kỳ cọ chứ như một số sản phẩm là đất sét khác ấy, là nó bám vào da hơi dính nên là Linh phải dùng lực khi mà rửa. Còn cái này thì không, Linh chỉ cần đổ nước lên nhẹ nhàng là nó tan ra ngay. Và bây giờ trên da của Linh thì nói chung là cũng mịn màng, cũng dễ chịu. Để Linh xem mụn đỏ đen, Linh phải thử xem nó còn ra không nhá. Nó vẫn ra một chút xíu các cái bã nhờn mọi người ạ, nhưng mà nó không có nhiều như bình thường. Nó vẫn ra này, nhưng mà nó không có nhiều như bình thường. Còn lỗ chân lông thì đây, Linh sẽ zoom cho mọi người coi lỗ chân lông của Linh. Rồi. Thì đó, mọi người đã cùng Linh trải nghiệm lần đầu lắp mặt nạ, thử cái mặt nạ đất sét gọi là đất sét Mỹ của L'Oreal. Và với cái mức giá 139.000 cho một hộp 50ml có lẽ dùng vài tháng của mọi người ạ. Này, nhiều vô kể luôn. Thì Linh nghĩ đây là một sản phẩm rất là hợp túi tiền cho tất cả mọi người, từ các bạn sinh viên cho đến những người đã đi làm rồi mà mình chưa muốn đầu tư quá nhiều cho một loại đất sét đó. Thế nên nếu bạn nào mà chưa có mặt nạ đất sét trong cái chu trình trong khách sạn của mình thì hoàn toàn có thể thử với L'Oreal. Linh nhớ là bộ nó có ba bốn loại lận đó, mọi người có thể lựa chọn cái loại phù hợp với cả cái tình trạng da của mình, và mức giá của nó cũng như vậy thôi, 139 đến trên một chút xíu thôi. Thì đó đó là toàn bộ những trải nghiệm của Linh đối với mặt nạ đất sét của L'Oreal, và Linh mong rằng video này giúp cho mọi người phần nào có được cái thêm thông tin để có thể quyết định đưa ra quyết định mua sắm của mình. Và mọi người đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Linh, và mọi người cũng đừng quên comment cho Linh biết rằng là nếu như bạn nào đã sử dụng sản phẩm này rồi thì cảm nhận của mọi người như thế nào nha. Xin chào và hẹn gặp lại.